Đầu năm âm lịch thì theo truyền thống của người Việt chúng ta, chúng ta gọi là ngày Tết. Năm nay là Tết Con Khỉ hay là Tết Bính Thân. Thì ai ai cũng chúc tụng với nhau, và ai ai chúng ta cũng mong có một cái điều gì nó mới, nó lạ, nó đẹp ở trong cái đời sống của chúng ta. Khi tôi còn nhỏ thì cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, gần đến cái ngày Tết nôn nã lắm, mong muốn cho mau tới Tết để được gì. Có lẽ quý vị nói để được tiền lì xì, nhưng không, tôi mong muốn được mặc đồ áo mới. Tại vì ba má tôi có 12 người con, cho nên sắm đồ là một loạt đồ như vậy để rồi thì anh em chị em nôn nã muốn cho tới ngày Tết để em được mặc những bộ quần áo đó. Còn lì xì thì cái đó là cái chuyện tiếp theo, còn mặc bộ quần áo mới. Và được dạy rằng là chiều 30 tụi con phải tắm rửa sạch sẽ để mặc bộ quần áo mới vô, để rồi tối giao thừa đón giao thừa. Đó. Chúng ta thấy đó, cái mới đối với con người chúng ta, năm cũ qua đi và năm mới đến, chúng ta mong muốn cái mới, bỏ đi cái cũ, không dùng cái cũ nữa, phải dùng cái mới. Đối với con cái Chúa, như sáng hôm nay chúng ta suy gẫm về đề tài là người mới ở trong Chúa. Thì đối với con cái Chúa thì chúng ta biết rồi là Chúa bao giờ cũng muốn chúng ta luôn luôn mới. Chúa như là người cha, người mẹ đầy lòng yêu thương nhân từ, lo lắng cho con cái của Chúa, và mong muốn cho mỗi một ngày, chứ không phải mỗi một năm, mỗi một ngày đời sống của chúng ta là con cái Chúa luôn luôn được đổi mới. Được đổi mới. Không biết quý ông bà, anh em chị em có thích mới không? Có lẽ có người nói là không, một xưa tôi không thích mới, tại vì có mới thì nói cũ. Người Việt chúng ta nói có mới thì nói cái cũ, tôi là bỏ cái cũ. Tiếc quá, cái cũ còn xài được, bỏ đi uổng, mình xài cái mới. Nhưng mà thật sự cái cũ mà nó không còn xài được thì quý vị cũng giữ nó cũng vô ích. Tôi có cái bệnh là hay giữ cái đồ quần áo cũ. Nhà tôi lâu lâu lục ra nói ông đem đi cho Goodwill đi. Đem đi cho Goodwill đi. Nhưng mà tôi thì lại thường thường buồn buồn cái đi vô Goodwill lại lôi về. Mua những cái đồ cũ để về mình xài đỡ. Xin thưa rằng đó là cái vật chất, đó là những cái gì. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta không thể xài đồ cũ. Chúng ta phải luôn được đổi mới. Linh hồn của chúng ta cần phải được đổi mới. Tâm tánh của chúng ta cần phải được đổi mới. Cái suy nghĩ của chúng ta cũng phải được đổi mới. Cái nếp sống của chúng ta cũng phải luôn luôn được đổi mới. Và vì vậy cho nên Chúa đồ Phaolô nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì người đó được dựng nên mới, hay là người đó là con người mới. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Và ngược lại, nếu ai ở ngoài Đấng Christ thì người đó không được đổi mới, không có mới. Người ở ngoài Đấng Christ không thể nào được gọi là người mới. Vậy thì sáng hôm nay chúng ta thử suy nghĩ đôi phút thôi, vì chúng ta sẽ kết thúc buổi nhóm 12 giờ theo như giao thừa. Như hồi nãy tôi nói là American style, tức là theo kiểu Mỹ, là chúng ta đón giao thừa bằng buổi sáng. Thì thưa quý hội thánh, là con người mới là người như thế nào? Con người mới như thế nào? Chúng ta trở lại với câu gốc mà quý vị cầm ở trên tay trong tờ chương trình, quý vị thấy con người mới là con người được dựng nên mới. Người dựng nên mới, và người dựng nên mới tức là con người được thay đổi, con người được đổi mới. Con người đổi mới là cái mọi sự cũ đã qua đi. Những sự cũ ở trong đời sống chúng ta là gì? Theo như thơ Ê-phê-sô đoạn 2 mà chúng ta vừa nghe một người chị em chúng ta đọc qua đó, thì chúng ta thấy con người của chúng ta cũ là con người lầm lỗi và tội ác. Con người cũ là một con người lầm lỗi và tội ác. Khi tôi đọc đến điều này tôi kinh khủng quá.
Chúng ta đừng có tưởng rằng, nghĩ rằng mình là con người cũ của mình là ngon lành. Con người cũ chúng ta không có ngon lành. Con người cũ của chúng ta tệ lắm, xấu lắm, tội lỗi lắm. Mà Phao-lô đã ghi rõ như thế này, đúng như vậy. Anh em, ở đây thì ngày xưa thì người ta hay đề cập đến người nam cho nên gọi là anh em. Nhưng mà tôi thêm vô để cho nó đầy đủ là anh chị em, có nữ trong đó nữa. Còn anh chị em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Tại sao vậy? Xưa anh em, chị em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Thưa quý hội thánh, con người cũ của chúng ta chẳng những là tội lỗi, lầm lỗi, bước đi trong tội lỗi. Như Phao-lô ông nói thơ Roma rằng mọi người đều đã phạm tội, không có phân biệt ai hết. Anh em, chị em hay là đứa nhỏ sinh ra đều ở trong tội lỗi hết. Và điều thứ hai là học đòi theo thói quen đời này. Con người cũ của chúng ta là con người như vậy đó, chẳng những tội lỗi xấu xa mà lại là học đòi theo thói quen đời này. Tôi nhớ có những người phụ huynh khi la rầy con cái của mình muốn cho nó tốt thì la đứa trai hoặc đứa con gái, nói mày đừng có học đòi theo tụi nó, đừng có học đòi theo cái kiểu đó. Tức là muốn cho con cái của họ tốt hơn, đứng ở trong cái giáo dục của gia đình gương mẫu hơn, đừng có học đòi bắt chước. Nhưng chúng ta thấy ở đây con người tự nhiên của chúng ta là học đòi, thích bắt chước, là học đòi theo thói quen đời này. Và ông cho biết cái thói quen đời này đó là vì là do vua cầm quyền chốn không trung. Vua cầm quyền chốn không trung là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch, tức là những người chấm nghịch lại Chúa, sống không có Chúa. Thần, những vị thần đây hay là những vị linh, tà linh đây, nói chung đó là ma quỷ và quỷ sứ của nó. Thì con người chúng ta là như vậy đó. Thưa quý hội thánh, ngày Tết bất cứ người nam hay người nữ cũng thường dễ bị cám dỗ. Cám dỗ là trở lại hay là bắt chước theo cái thói quen đời này. Quý vị, chúng ta rời khỏi Việt Nam lâu rồi, chúng ta chắc quên những cái màn bầu cua cá cọp, phải không? Và chúng ta quên đi những cái ván bài mà gọi là tứ sắc, phải không? Dạ, ở bên Mỹ này ít người đánh tứ sắc đó. Chúng ta quên đi những cái hình ảnh mà đánh lô tô rồi chẳng hạn như vậy đó. Thì ngày Tết người ta nhân ngày Tết, ngày nghỉ, người ta bày ra những thứ đó. Đó. Rồi những người nam thì sao? Cũng không có đi làm, nghỉ ở nhà thì sẵn có thịt kho, dưa hành, củ kiệu, rồi bánh tét, bánh chưng, bánh dày gì đó, đem ra ngồi rồi thiếu mấy ly rượu đế không được, phải có những mấy ly rượu đế nữa. Tôi nói những điều này để nói lên cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta, nhắc với nhau để nhớ chứ không phải để thèm. Nhắc nhau để nhớ, để biết là người Việt chúng ta là như vậy. Thì thưa quý vị, có đó là cái thói quen, phải không? Cái thói quen đời này. Những cái hủ tục, những cái tập tục thờ cúng tổ tiên. Khi tôi ở nhà, tôi ở Việt Nam á, kế bên có nhà người Hoa, mỗi buổi chiều đón giao thừa thôi họ làm tưng bừng, họ đem bàn thờ ra họ cúng, nhang nào gian ấy bự bằng cái ngón chân cái của chúng ta đó, cao dài cắm ở ngoài. Cái ý nghĩa là cúng giao thừa ở bên ngoài khác với cái ý nghĩa cúng giao thừa ở bên trong nhà. Thì không đủ thì giờ để tôi chia sẻ quý vị những đó, nhưng mà chúng ta hiểu là cúng giao thừa là cúng những vị thần, những người gọi là khuất mặt khuất mài, họ về đón giao thừa hoặc họ đi nhang để cúng họ, vân vân. Nói chung chúng ta gọi đó là tổ tiên, gọi là ông bà. Thì thật ra nói chung hết đó là những vị thần linh. Mà thần linh đó có tên hết, nhiều tên khác nhau lắm. Rồi phải cúng họ chứ nếu không thì họ quấy phá, họ không cho làm ăn mua bán là tốt, vân vân.
Rồi trong những cái đó còn có đốt pháo nữa, đốt pháo để xua đuổi tà ma, ma quỷ. Rồi phong tục khác nữa là lì xì. Lì xì là sao quý vị? Thật ra ngày hôm nay chúng ta chỉ biết lì xì là bỏ tiền vô cái bao đỏ đỏ, rồi sao? Cho mấy đứa nhỏ khi mà nó đến nó chào mình, nó chúc mừng mình, chúc mừng tuổi mình thì mình cho nó chỉ bấy nhiêu là đủ. Nhưng mà cái nguồn gốc của lì xì nó là như thế này. Có một cặp vợ chồng nọ có đứa con sinh ra rất là đẹp, rất là kháo khỉnh và thương lắm, nhưng mà nó có cái tật là nó cứ khóc hoài nó khóc hoài. Thế thì người cha người mẹ này làm sao để cho nó đừng có khóc thì cầu vái thần linh rồi gì đó. Thì có 8 vị thần tiên đi ngang qua nhìn thấy như vậy, mới lấy 8 cái đồng tiền tượng trưng cho 8 cái vị thần tiên đó đó, mới để ở nơi đầu gối của cái gối ở chỗ đầu của đứa nhỏ thì nó không khóc. Lý do tại sao? Tại vì họ biết có một con yêu, con yêu tinh á, con ma, con yêu, nó đi ngang nó quấy phá đứa nhỏ. Nó thấy đứa nhỏ đẹp quá cho nên nó quậy, nó phá, nó nựng, nó nịu gì đó, đứa nhỏ khóc. Cho nên 8 vị thần tiên này á, dùng 8 đồng tiền để mà yểm trừ cho nó bị ít người con yêu đó nó không quấy phá nữa. Thế thì cha mẹ mới thấy có những đồng tiền như vậy, mới bỏ vô phong bao để cho nơi đứa nhỏ, đứa nhỏ nó vui, nó cười. Khi tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi nói tiền mà để trong bao đưa cho đứa nhỏ nó cười, người lớn cũng cười nữa, chứ đừng có nói con nít nó cười. Ý muốn nói rằng lì xì là đem niềm vui đến cho con nít, đem niềm vui, đem nụ cười đến cho đứa nhỏ. Đó là cái câu chuyện thôi. Xin thưa với Hội Thánh, nhưng có nguồn gốc nó là cũng yểm trừ tà ma, yểm trừ cái con yêu tinh đó, để cho nó không quấy phá đứa nhỏ. Thế thì khi đọc lại tất cả những cái gì, nguồn gốc của phong tục tập quán của những cái gì đó ở mà ngày Tết của chúng ta đó, thì chúng ta thường có đó, thì nó đều nói lên những vị thần hiện đương hành động trong chốn không trung. Đã. Kinh Thánh thì dùng cái chữ những vị thần, ở đây nói rằng là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động. Còn người Hoa thì họ nói rằng đó là thần, là tiên, là Phật, là gì gì đó. Phật không phải là chỉ có một Thích, Phật Thích Ca Mâu Ni đâu quý vị nhé. Phật là nhiều Phật lắm, rất là nhiều Phật. Và những vị thần tiên đó, những vị Phật đó, những vị mà chúng ta gọi là khuất mặt, khuất mài đó, tại vì mình không có thấy được mặt họ, cho nên gọi là khuất mặt, thì họ vẫn hiện diện. Và điều đó không có phải là không đúng với Kinh Thánh, rất đúng với Kinh Thánh. Vì ma quỷ vẫn luôn luôn hiện diện ở trong đời sống của con người chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã từng đuổi quỷ, đuổi ma, đuổi tà. Và các sứ đồ khi đi rao giảng tin lành họ cũng làm điều đó. Cho nên quyền năng của Chúa là quyền năng cao cả tuyệt vời. Và quyền năng Chúa tể trị đến cả càn khôn vũ trụ này. Cho nên Chúa muốn cho con cái của Chúa được cứu ra khỏi cái đó. Vì ma quỷ đã đoạt lấy cái quyền của Chúa cai trị thế giới rồi. Cho nên nó xen vào trong lòng của con người và con người khuất phục nó. Phao-lô mới nói rằng là chúng ta vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Đó, con người chúng ta vâng phục tức là cúi lại làm nô lệ cho ma quỷ. Và Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi cái đó. Cho nên là con người cũ thì chúng ta cần phải bỏ đi cái lầm lỗi tội ác của mình. Là con người cũ thì chúng ta biết rằng chúng ta học đòi thói quen đời này thì chúng ta phải được đổi mới, Chúa đổi mới chúng ta để không còn làm theo những điều đó nữa. Chúng ta có trở nên một con người mới. Và nên Phao-lô nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, của tấm lòng của mình. Đó, thưa quý Hội Thánh, chúng ta trong năm mới chúng ta phải đổi mới như vậy. Điều thứ hai tôi chia sẻ với quý vị, thì khi là con người mới á, thì chúng ta phải biết rằng mọi sự thì phải được trở nên mới. Mọi sự phải trở nên mới. Trong thơ Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 câu 10 đó, thì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ông cho chúng ta biết rằng chúng ta là con người mới ở một cái địa vị mới.
Và con người mới thì hưởng được cái quyền năng mới của Chúa. Và con người mới cũng là làm được những công việc mà mới mẻ mà trước kia không làm được. Thứ nhất đó là ông nói cho chúng ta biết chúng ta được dựng nên mới ở trong Đấng Christ, là được đồng sống với Chúa Giêsu, đồng sống với Chúa Giêsu. Nếu mà Chúa chết, Chúa dựng nên chúng ta thì chúng ta cũng chết theo, phải không quý vị? Nhưng mà vì Chúa là Đấng sống lại, thắng chiến thắng sự chết, cho nên Chúa làm con người chúng ta là phải chết coi lầm lỗi tội ác mình. Bây giờ Chúa cứu ra khỏi cái tội lỗi đó, đem cho chúng ta đến một sự sống. Thì cái sự sống đó là cái sự sống mới ở trong cái đời sống mới theo Chúa, tin Chúa, và chúng ta đồng sống với Chúa. Và chính vì muốn đồng sống với Chúa cho nên chúng ta cứ dự tiệc thánh là cầm bánh và chén, để thấy được cái quyền năng linh nghiệm trong cái sự sống của Chúa truyền vào trong chúng ta. Đó là một con người mới đó, quý vị. Con người mới có một sức sống mới. Mà Chúa Giêsu phán rằng ta đến để ban cho chiên có sự sống. Ta đến để chiên có sự sống, tức là cho con người chúng ta có sự sống. Và chẳng những sự sống không mà còn phong phú dư dật nữa, một sự sống mạnh mẽ. Chúng ta không ai muốn mình sống èo uột hết. Chúng ta thường nói sống theo kiểu si cà que, sống mà xìu xìu ở nển. Không, Chúa không muốn chúng ta sống như vậy đâu quý vị. Chúa muốn chúng ta sống mạnh mẽ. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, chẳng những sống mạnh mẽ, phong phú, sung mãn mà còn là đồng ngồi với Chúa nữa. Đồng ngồi với Chúa. Thưa quý vị, nếu một vị vua mà mời chúng ta ngồi cho kế bên vị vua đó thì chắc là sung sướng lắm, hãnh diện lắm, phải không quý vị? Thế thì chúng ta hãy thấy Chúa Giêsu là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Ngài muốn cho chúng ta được đồng ngồi với Chúa và đồng trị với Chúa nữa, trị vì với Chúa nữa. Thì đồng ngồi với Chúa có nghĩa là đồng cai trị với Chúa. Cho nên chúng ta phải giữ cái địa vị đó, quan trọng lắm. Chúa nói rằng là Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ nữa, mà Chúa gọi chúng ta là gì? Là bạn hữu, là bạn. Đó là một cái địa vị cao quý lắm. Xin Chúa cho chúng ta được giữ cái địa vị đó. Và điểm thứ ba là một con người mới được đổi mới thì để làm được việc lành. Để làm được việc lành. Khi nói đến việc lành thì chúng ta thường suy nghĩ đến mình phải bố thí cho kẻ nghèo, phải giúp đỡ người nghèo, vân vân và vân vân. Cái việc lành đây là gì? Tức là làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa, tất cả mọi sự đều để cho đẹp lòng Chúa. Chúng ta làm việc lành theo kiểu bố thí giúp đỡ người nghèo mà không đẹp lòng Chúa đó thì cũng vô ích, phải không quý vị? Cho nên Phao-lô nói rằng vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Chúa. Đó mới là việc lành. Việc lành, cái chữ lành ở đây trong tiếng Anh, trong nguyên văn đó là good deed hay là good work, là cái việc tốt. Như vậy thì việc nào tốt? Việc mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta làm, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị thánh, tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, ban cho chúng ta để chúng ta làm theo. Như lời của Phao-lô nói trong Ê-phê-sô đây, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Mà việc lành đó là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy thì chúng ta làm theo điều mà Chúa sắm sẵn thì là đẹp lòng Chúa. Điều gì Chúa không dạy, không sắm sẵn mà chúng ta bày ra, chúng ta làm theo ý riêng chúng ta là không có được. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sáng hôm nay là một con người mới, hiểu được Chúa trong cái đường lối mới, trong cái cách sống mới. Những con người cũ của chúng ta không còn nữa. Khi chúng ta suy nghĩ mới, khi chúng ta sống theo cách mới, chúng ta làm theo đường lối Chúa mới. Người mới ở trong Đấng Christ đó là con người luôn luôn được đổi mới, thưa quý hội thánh. Xin quý vị con cái Chúa đừng quên cái ý nghĩ này, cái ý nghĩa này, là mới không phải mới một lần đủ cả, không có. Thí dụ như chúng ta có những bộ quần áo mới, đúng, nhưng mà nó sẽ là cũ đi.
Dù nó mới hôm nay, ví dụ như chúng ta lấy đồ ra, sáng hôm nay chúng ta mặc bộ đồ đẹp đó đi nhà thờ, rồi chúng ta nói đây bộ đồ này mới nè, tôi chưa mặc, sắm nó để nó trong tủ tất cả năm nay nhưng mà chưa có dịp mặc, thôi bây giờ mình lấy ra mặc vì nó là mới. Nhưng thật sự nói là nó là mới, nó có mới thật không quý vị? Không, nó đã cũ rồi. Hỏi cái này mới mà sắm hồi lúc nào? Nói hồi nẫm, tức là không biết hồi năm nào. Hồi năm ngoái, năm kia. Như vậy là cũ rồi. Nhưng đời sống mới của chúng ta không phải như vậy. Cái con người mới là con người luôn luôn được đổi, luôn luôn được đổi quý vị. Thí dụ như hôm nay tôi còn thích nhậu nhẹt, mà Chúa biểu tôi là ngày mai tôi đừng có nhậu nhẹt sai xưa nữa, thế là tôi phải ngày mai tôi phải từ bỏ, thì đó là tôi là mới rồi đó. Rồi tôi hôm nay tôi thích đánh bài đánh bạc, vì Tết tới mà buồn quá không có đánh bài, không ăn thua thì lấy hên thì không được, mình phải đánh một ván hai ván để lấy hên. Thì tôi còn ham thích đó, nhưng mà bây giờ tôi không thích nữa, thì tôi là mới rồi đó quý vị. Thí dụ có những người thường nói chuyện mà hay chêm vào những cái lời mạnh mẽ của nam nhi chí khí mà chúng ta gọi là xài sang giấy 500 gì đó chẳng hạn, thì bây giờ tôi không làm như vậy nữa, thì đó là mới đó quý vị. Tôi đọc kinh thánh tôi thấy chán nản quá, buồn phiền quá, nhưng mà Tết đến tôi nhất định tôi đổi mới. Chúa dạy mình tôi thích đọc kinh thánh, và mỗi ngày tôi đều thích ham thích kinh thánh, thì đó là mới đó quý vị. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới. Hôm nay làm được ít, ngày mai làm nhiều hơn, ngày tới nữa làm nhiều hơn nữa, đó là mới đó quý vị. Làm những điều tốt, những Chúa đẹp lòng là mới. Xin Chúa cho chúng ta học được bài học sáng hôm nay, dù ngắn gọn đơn giản, nhưng mà Chúa cho chúng ta hiểu được chính chúng ta là con người mới ở trong Đấng Christ, là người được dựng nên mới. Mọi sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên, lúc nào cũng trở nên đó quý vị, trở nên mới.